Yeah.
Thank you guys for helping me. Em nóng quá, ai có tóc giùm em đi. Các bạn có biết tại sao những freelancer kiếm được 15 đến 20 triệu một tháng chỉ sau khoảng 3 đến 6 tháng? Trời. Lo anh Minh lo không ạ? Em đẹp này có bao nhiêu? Có săn chảnh không đi ăn được? Có căng cho là một nước. Làm mình thấy mẹ phổ nước tụt. Chưa biết làm gì hay cũng đóng rồi. Rượu cũng đã uống cũng đã nhắm môi. Vì túc giá bên cũng đóng rồi. Anh tự nhiên là đóng lắm rồi. Em có nhà nghỉ để ta vào. Mấy phút em sẽ sao nào. Em sẽ xinh thôi xong kỳ đâu. Anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì hay chỉ ôm thôi. Anh là cùng là
Hôm nay em có sai không? Anh vừa đi uống trà sữa rồi em đã nhìn thấy được không? Anh chỉ muốn chơi mà nữa, anh cảm thấy nóng quá. Thật này chỉ muốn về nhà, em ơi đi về nhà hay không nhà? Anh vẫn còn đang mất nhiều mà, anh không có những gì đâu. Anh dắt em về thì là nóng quá, anh chẳng biết đi đâu. Nhưng anh đã hứa anh hoàn dù mà, anh sẽ hứa trong ngày hôm nay. Chả làm gì nhiều lắm hôm nay.
Làm sạch trang điểm là tẩy trang tốt, sợ mà đủ khi làn da vẫn khô ráo và kích ứng. Nivea nước tẩy trang dưỡng da cứng cồn tẩy sạch trang điểm với chiết xuất thành phần thiên nhiên giúp dưỡng da và không bị khô ráo. Nước tẩy trang dưỡng da cứng cồn sạch mịn chẳng màng khô ráo. Được rồi. Đúng rồi. Thank you.